Dạ kính chào quý cô chú anh chị, rất vui trở lại bài kiện của chị Nguyễn Trương ở chợ Lớn Bến Tre. Cô chú anh chị, hôm nay tiếp tục mình mời cô chú anh chị mình giao lưu với chị Nguyễn Trương mai thành phẩm chơi Tết 2021 nè. Rồi bắt đầu video clip đầy đủ loại giống cô chú anh chị các bạn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị các bạn ủng hộ kênh cũng ủng hộ bài kiện của chị Nguyễn Trương. Rồi có đa dạng chủng loại ha. Có gì mình liên hệ chị Nguyễn Trương để mình chọn những cây lý sớm nhất cho cô chú anh chị các bạn. Rồi em chào chị ơi. Dạ chào anh. Trước hết em xin chào anh chị cô chú gần xa yêu thích mai vàng trên mọi miền đất nước ha. Em xin giới thiệu là vườn Nguyễn Cơ Trương của em là ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em xin giới thiệu một cái clip mới là gồm có mai mình chơi Tết và mai mình lấy bo ha. Em vô clip đầu tiên là cây mai quắn mã số 1. Dạ. Dạ. Cây mai quắn mã số 1. Dạ, cây mai quắn mã số 1 cô chú. Dạ, cây mai quắn mã số 1 này em xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 2,5 triệu. Cây mai tự quắn ha. Nhánh quắn, thân quắn luôn ha. Để quắn luôn. Dạ. Để thì rất là đẹp ha. Quắn toàn bộ các chú anh chị. Đây, để cái độ quắn chị. Cây ôm nụ rồi nè. Thành phẩm chơi Tết luôn nha các chú anh chị các bạn. Đang ra tược non nữa ha. Này ghép được mấy mùa chị? Ghép bự. À, cây mai quắn này em ghép Tết này nữa được mùa rưỡi ạ. Ghép được mùa rưỡi nha các chú anh chị các bạn. Bự nè. Nhưng mà cây thì rất là nụ rất là nhiều rồi ha. Cây đang ôm nụ nè. Nhấp chân. Cây mai quắn này anh chị cô chú gần xa đem về thì mình lấy cũng được một số bo ha. Lấy rất là nhiều bo luôn á. Rồi cho thông số luôn chị. Hoành ở đây là 18. Rồi, hoành 18. Củ đế ở đây là 32. Dạ rồi, củ đế 32 của chú anh chị. Chiều cao của cây mai quắn là 72. Chiều cao 72. Tán ngang là 33. Cây mai quắn mã số 1 vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 2,5 triệu em bao ship ạ. Bữa nay vườn cũng vẫn còn chương trình là tặng thuốc kích nụ ha. Anh chị em mà có chốt cây thì nhớ nhắc Nguyễn Trương dùm để Nguyễn Trương gửi tặng bịch thuốc kích nụ cho anh chị em mình xài ha. Đây rồi. Rồi. Tặng thuốc kích nụ cô chú anh chị các bạn, mỗi một cây tặng một bịch ha. Cứ chốt một đơn hàng thì em tặng một bịch thuốc kích nụ. Rồi xin phép đổi cây. Rồi. Tiếp theo là cây số 2. Rồi, tiếp theo cây số 2 cái này giống mai gì chị? Dạ, cây số 2 là cúc 150 cánh. Rồi, cúc 150 cánh nha các chú anh chị. Cái này mới tược cái không? Cái này là tược gừng. Gừng nè. Dạ, tược nguyên thủy của cây. Ở trên đây mới là tược kép. Rồi, chú quay giống. Dạ. Cây cúc 150 cánh này vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 800, em bao ship có toàn quốc ha. Tặng kèm một bịch thuốc kích nụ. Cái này đang tốt nha chú anh chị các bạn. Cây đang ra tược non xum xê luôn ha. Này Tết là thằng rất là tròn. Tết này chắc cũng được về bông. Mỗi nhánh bông bông mà hai bông là cũng đủ. Cúc 150 cánh nè. Dạ, cây này là hoành 15. Rồi, hoành 15. Chiều cao của cây là 64. Tán ngang của cây là 44. Cúc 150 cánh, cúc này không nhị ha. Rồi, 150 cánh cúc không nhị cơ chú chị. Cây số 2. Dạ, số 2 vườn xin giao lưu là giá 800, em bao ship có toàn quốc ạ. À. Rồi 800k của chú anh chị bao ship toàn quốc luôn hết của chú anh chị các bạn ơi. Rồi của chú anh chị mà thích cái nào liên hệ thẳng với Nguyễn Trương ha. Chị Nguyễn Trương giúp kênh hết chú anh chị các bạn. Dạ. Vườn xin giao lưu qua số điện thoại là 0327892368 ạ. Rồi. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi, rất là đẹp ha. Tràn tròn. Rồi, cây đại lộc mã số 3. Rồi, đại lộc mã số 3. Cái đại lộc số 3 này anh chị mà đem về là có bông chơi liền ha. Đây là có một số bông nó sắp nở nè ha, khoảng chừng tuần lễ mà mình thấy cái bông đại lộc mà nó tròn như vậy là nó chuẩn bông rồi nè ha. Còn mà cái bông mà nó lên cái nụ này mình thấy nó dài ra thì bông nó chỉ có 5 cánh thôi, nó sẽ lâu lâu nó cũng phải có đột biến một vài bông. Đúng. Nhưng mà cái này là chuẩn bông ha. Bông này là chuẩn. Đại lộc chuẩn bông luôn. Cái đại lộc này mà anh chị em nào mà đem về là có bông chơi liền ha. Thì một số bông thôi nha, còn tới Tết thì còn nhiều chỗ nhiều nữa cô chú anh chị các bạn. Đã vô dây sản phẩm sẵn cho cô chú anh chị mình chưa có ai vô dây sẵn biết. Rồi, cây đại lộc mã số 3. Vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 1,2 triệu, em bao ship hết toàn quốc ạ. À. Rồi, 1,2 triệu của chú anh chị các bạn. Bao ship toàn quốc luôn. Đây cũng khơm để đẹp nha chú anh chị các bạn. Thân lắc lượng. Đang tròn đều. Cây này về là không có mấy ngày là mình thấy mặt bông nó rồi ha. Đại lộc thì bông nó rất là đẹp. 39 cánh luôn của chú anh chị các bạn. Bự đẹp sáng. Cây này là hoành 23,5. Rồi, hoành 23,5 của chú anh chị các bạn ơi. Chiều cao của cây là 66. Tán ngang của cây là 61. Cây đại lộc 61. Mã số 3.
Vườn xin giao lưu là giá 1.200.000 em bao ship có toàn quốc ạ. Rồi mã số 3 của chú anh chị các bạn, đây lọc thành phẩm luôn. Chơi Tết nha cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp luôn ha. Ông nụ rất là nhiều luôn, để lọc cho cô chú anh chị yên tâm đi. Nụ nè. Để dưới gấp lên thấy ngọn luôn. Nụ nè nó lòi ra hết rồi nè. Ngập trên ha. Ở đây thì nụ quá trời nhiều luôn nè. Cậu nói luôn cái trong nách con đang nhấp cái này của chú anh chị. Cứ một nụ bông nhỏ như vậy là nó ra được 4 5 bông ha. Ở đây là còn mấy cái bông nhỏ nhỏ nữa nè nha. Đây, mấy cái này là bông nhỏ nữa nè nha. Là được 5 bông á. Một cái nụ nhỏ như vậy nhưng mà nó ra được 5 cái bông như vậy. Đúng rồi, thấy 5 bông luôn. Rồi, đỡ cây luôn chị. 1.200.000 của chú anh chị các bạn. Để lọc thành phẩm luôn. Hôm qua mưa hôm nay nó ướt quá. Nó ướt cái nó nặng. Rồi cây đại lộc mã số 4. Cầm lên tay luôn, chuột bự rồi. Nhìn cây với chuột bự. Bự giống vậy chứ. Cây này lấy đẹp nghe, nở nha cô chú anh chị bạn. Chào bá luôn nha. Mã số 4 này vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 1.100.000. Ông nụ nhóc chân luôn. Nụ nó nè. Khẩu chê luôn ha cô chú. Đó, mấy cái này là toàn bộ nụ nó hết á. Này bao bao nụ luôn các chú, bao bông luôn, chuẩn bông ha. Đế thì đế nở ha, rất là đẹp ha. Cây thì đã thuần chậu hết rồi. Đế đẹp luôn các chú chị ạ. Rồi cho số luôn, tàn tròn vô dây sẵn luôn các chú chị các bạn. Hoành ở đây là 25. Rồi, hoành 25. Chiều cao của cây ở đây là 61. Chiều cao 61. Tán ngang của cây là 45. Tán ngang 45 các chú chị các bạn. Âm thanh nó hơi xa ha. Chỗ gì chúng thanh chỗ gì mà đâu mà gian dội xa đấy. Vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa cây đại lộc mã số 4 là 1.100.000. Em giao lưu với anh chị cô chú gần xa là qua số điện thoại là 0327892368. Anh chị cô chú mình có chốt cây thì nhớ nhắc em gửi tặng bịch thuốc kích nụ ha. Còn nếu mà không nhắc là em quên là mất cái quyền lợi để được cái sự vườn tặng đó nha. Đấy, nhắc nhiều nhiều đúng không chị, nhắc nhiều thì được nhiều á. Thôi chị chưa quên cái nhắc nó chưa cái gửi gì hai ba bịch là lại rồi đổi cái chứ. Mình nhắc khéo cho cô chú anh chị mình ha. Bái ôm nụ nè. Rồi. Cây đại lộc mã số số 5. Mã số 5 cô chú anh chị. Đấy đẹp nè. Không khơm đều ha, nở ha. Mã số 5 này cây đại lộc này dáng hơi nằm ha. Đế thì nở ha. Đại lộc mã số 5 này vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 1.000.000 em bao ship có toàn quốc ạ. À. Rồi 1.000.000 cô chú anh chị mã số 5 ha. Hoành ở đây là 21. Rồi hoành 21. Chiều cao của cây là 50. Tán ngang của cây là 37. Đây nụ nó nè. Nhỏ nhưng mà có vỏ ha. Quá trời luôn cô chú anh chị các bạn. Chuẩn chi Tết luôn ha. Rồi, mã số 5 giá 1.000.000 ha chú anh chị. Bao ship toàn quốc ha. Để đẹp nha chú anh chị. Tinh khơm. Tàn tròn đều ha. Rồi Tết nay nữa là có bông mua những cái này rất là thú nghĩ của chú anh chị bao ship luôn. 1.000.000 thôi. Mà có một này chỉnh sửa tàn rồi đầy đủ hết rồi ha. Này mình về mình chỉ cần tưới nước rồi là một nửa tháng mình chăm phân, tưới mình xịt thuốc đừng cho nó có sâu là Tết mình có bông ok mình chơi ha. Còn nếu mà muốn chơi Tết lễ Noel thì lãi lá hơi sớm. Đấy. Tết mua cây nữa. Kiếm vui hay quá. Rồi. Trên Noel thì mình lặt lá sớm nha. Dạ là trên Noel lãi lá sớm. Tết thì liên hệ Nguyễn Trương mua cây nữa. Mình lặt lá nữa tiếp tục cái cây gầm. Rồi, cây đại lộc mã số 6. Rồi, cây lộc mã 6 cái này cũng đã khá đẹp. Cây đại lộc mã số 6 này vườn xin giao lưu là giá 800.000. Em bao ship có toàn quốc. Rồi, 800.000 thưa chú chị ơi. Cây này cây dáng trực ha. Dáng trực. Dáng trực mà tàng thông ha. Khúc dưới thì trực, khúc trên thì lắc. Hoành ở đây là 18. Rồi, hoành 18 rồi chú anh chị. Chiều cao của cây đây là 55. Tán ngang của cây là 37. Cây mã số 6 vườn xin giao lưu với anh chị cô chú hàng xa là 800 em bao ship có toàn quốc ạ. À. Rồi 800k của chú anh chị ơi. Cây ôm nụ đầy đủ hết rồi ha. Rất là đẹp ha. Bao ship toàn quốc ha. Tặng bịch kích nụ luôn. Này có nụ sẵn rồi, khỏi tạo, để năm sau mình tạo thôi. Rồi, phép mình đổi cây luôn. Rồi, thành phẩm chơi Tết nha chú chị các bạn.
cây đại lộc mã số 7. Cây mã số 7 này Dường cũng xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 800, em bao ship có toàn quốc ạ. À, 800k luôn hết chú anh chị. Rồi đế nè. Đế rất là đẹp ha. Giá mua xài quái quái nha. Cái đế này ba chân ha. Ta bốn chân nó ba chân. Hai chân trước, một chân sau. Con này con gì vậy? Có ba chân. Con có hai cẩu. Đuôi. Quanh của mình ở đây là 19 ha. Rồi, quanh 19 chú anh chị các bạn. Chiều cao là 53. Tán ngang của cây là 40. Quá trời em nụ nè. Tán ngang 40, chiều cao 53. Cây đại lộc mã số 7 Dường xin giao lưu là 800k, bao ship có toàn quốc ạ. Rồi 800k của chú anh chị các bạn ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đất cây ha. Nhắc lại ở đây là vườn chỗ Nguyễn Chương hay của chú anh chị các bạn. Ở trên đất Bến Tre. Rất là đa dạng chủng loại. Sản phẩm chơi Tết lấy bo đầy đủ hết, mini luôn có luôn, giống nhỏ giống bự có hết. Rồi, cây mã số 8. Rồi một cây bạch mai ha chú anh chị các bạn, mã số 8. Mã số 8 là cây bạch mai. Cái bạch mai đế phè ra luôn ha. Bàn tay em cầm không giáp ha. Để thử bàn tay mình vô nó không giáp. Bạch mai này đọt hồng ha. Rồi bạch mai đọt hồng các chú anh chị các bạn. Đây đọt hồng. Bạch mai này mà về Tết mình lãi ra cho nó thấy bông mà nó ra cái lọc màu hồng vậy nữa thì quá đẹp luôn ha. Nhìn cái cây nó rất đẹp, vàng hồng đỏ luôn ha. Đây là dáng dáng chịch ha. Chịch siêu siêu đế nằm. Bảy đế. Đo hoành nó ở đây đi. Hoành nó ở đây là 25. Đo hoành 25. Đo tổng thể từ đây ra cái củ đế này ha. Giống như con thú nằm bè ra luôn. Củ đế ra đây là 80. Đó. Đây. Củ đế 80 của chú anh chị. Bạch mai đọt hồng ha. Chiều cao ở đây là 74. Tán ngang của cây ở đây là 58. Cây bạch mai đọt hồng này Dường xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 4 triệu, em bao ship có toàn quốc ha. Rồi 4 triệu ha chú anh chị. Cây này thì nó cũng còn hơi nhỏ cái tàn nó chút ha, tại vì em ghép cũng khoảng được 4-5 tháng ha. Thì về Tết nay mình cũng có bông nhưng mà điều nó ít. Này mình dưỡng qua năm sau thì bông rất là nhiều, về mình lấy được số bo thì mình ghép cây ở nhà chơi ha. Này Tết là mình bẻ tàn là tròn cây kín cây luôn cho chú anh chị các bạn. Này mới ghép có 4-5 tháng rồi. Nó cũng có một số nụ nhỏ nhỏ này ha. Mới có tượng nụ thôi ha. Cái này về mình tài phân với mình kích nụ nữa, từ đây tới Tết thì bông nó rất là nhiều ha. Đúng rồi. Rồi phép mình đổi cây luôn chú anh chị các bạn ơi. Cái gì nó cái giọt nó sẽ thở rồi. Thở quá. Rồi. Rồi cây mã số 9. Đây đẹp nhỏ, xinh. Mã số 9 này là cây cúc thọ hương. Cúc thọ hương này giá 350, em bao ship ạ. Cúc thọ hương này mình ghép được 3 bo ha. Này về mình lấy bo thì rất là nhiều nè. Lấy bo nhiều lắm nè cô chú anh chị ơi. Hoành ở đây là 12. Hoành 12. Chiều cao của cây là 39. Tán ngang của cây là 37. Dường xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa cây cúc thọ hương mã số 9. 350 em bao ship có toàn quốc ha. Rồi 350 cô chú anh chị ơi. Mã số 9 nha, cúc thương thành vô dây order ghép được 3 bo, cái này là tàn bự nè, được lấy bo nhóc chân nè. Cây này là về lấy bo rất là nhiều ha, bo rất là ok luôn á. Đang ra tược xâm xê nè. Cây rất là tốt ha, đang xanh tốt sạch bệnh ha. Cây này cũng khá to ha, đế đẹp, nở cũ. Rồi đó cây luôn. Rồi cây cúc thọ hương mã số 10. Cũng ghép 3 bo luôn nha chú anh chị các bạn. Cây cúc thọ hương mã số 10 này em cũng ghép 3 bo luôn. Bo thì cũng rất là nhiều ha. Này mình về mình để về chơi Tết thì tàn nó bự, còn nếu mình lấy bo thì tàn nó hơi nhỏ chút nhưng mà bông nó rất là nhiều ha. Lấy được một số bo cũng khá khá nhiều nhiều của chú anh chị, gia lương chân ghép được. Hoành ở đây là 13. Hoành 13. Chiều cao của cây đây là 37. Tán ngang của cây là 36. Cây mã số 10 này Dường cũng xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 350, em bao ship có toàn quốc ạ. Rồi đổi cây luôn, mã số 10 350. Mấy bà cây nhỏ nó có tặng nụ không chị? Dạ có luôn ạ. À. Cứ chốt một đơn hàng này tặng một bịch thuốc kích nụ. Rồi cây mã số 11. Rồi cây mã số 11 chú. Cây mã số 11 này là cây mai phúc lộc thọ. Rồi, phúc lộc thọ, phúc lộc thọ. Giáng thú ha. Đây. Đế thì rất là nở ở đây ha. Cái quái thú có chân nằm dưới. Vậy như thú này ba chân hết luôn chú chị. Cây mai phúc lộc thọ thì này cũng nụ nhiều lắm nha. Đây, nụ nó nhóc hết trơn nè. Nè ha, nụ nó. Cây phúc nhiều chú chị các bạn. Cây phúc lộc thọ thì bông nó sẽ biến đổi thành hai ba màu ha. Trước thì đỏ, xanh rồi sau thành vàng ha. Nó vàng nhưng bông nó năm cánh. Rồi một số bông thì nó sẽ rụng bỏ đi.
còn một số bông thì nó còn lại nó sẽ thành lá ha. Cây mai Phước Lộc Thọ này vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là 650, em bao ship có toàn quốc ạ. Rồi 650 của chú anh chị ơi. Mã số 11. Mã số 11 cho thông số luôn kia. Phước Lộc Thọ nha chú anh chị các bạn. Ông nụ mà ngất nha luôn. Quanh ở đây là 15. Rồi, quanh 15. Chiều cao của cây là 47. Tán ngang của cây là 34. 650 bao ship có toàn quốc ạ. Rồi 650 nha chú anh chị. Bao ship toàn quốc mã số 11. Rồi, xin phép mình đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo mà cái túi điện các bạn mình cây mã số 12. Mã số 12 là một cây mai đại lộc. Wow, đại lộc thành phẩm. Đại lộc này em nuôi thần chậu ha. Thần chậu luôn các túi điện các bạn. Mã số 12 là cây đại lộc này giá là 2.500.000, em bao ship có toàn quốc ạ. À. Đế rất là bự ha, quái đẹp luôn ha. Này giống như con một con thú cái túi điện các bạn. Túi nhiều chân ha. Này ghép cũng được chắc một màu rưỡi hay mùa. Cây này ghép tết này nó được 2 mùa. Hoành ở đây là 27. Rồi, hoành 27. Chiều cao của cây ở đây là 74. Chiều cao 74. Tán ngang của cây là 58. Nụ này ha. Ngọc hết cái trên luôn. Đây. Xoay qua cái cho coi nụ đây ha. Đó. Đấy, nụ tới trên luôn. Đến đọt luôn ha chú anh chị. Dưới khỏi chê luôn ha. Cây đại lộc mã số 12 vườn xin giao lưu là giá 2.500.000, bao ship có toàn quốc ạ. Rồi giá 2.500.000 nha chú anh chị, bao ship. Đế rất là nở đẹp ha. Cây này đang thông luôn. Đang thông hay cô chú anh chị. Đang thú luôn, rồi đỡ cái luôn. Đại lộc thành phẩm nha cô chú anh chị các bạn. Rồi, cây đại lộc mã số 13. Rồi, cây đại lộc mã số 13 của chú anh chị các bạn ơi. Cây mã số 13 này vườn cũng xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 2.500.000 luôn ạ. Có đế nè. Đế quê quái nha. Đế rất là đẹp ha. Giúp được 1.500.000 nha. Ôm nụ xe tết luôn, hàng phẩm luôn ha. Chú chị vô dây sẵn luôn. Cây này hoành ở đây là 22. Rồi hoành 22. Tổng cái củ đế nó đây thử coi. Tổng củ đế nó ở vị trí này là 48. Đây rồi, tổng củ đế 48. Chiều cao của cây đây là 80. Chiều cao tán ngang của cây là 56. Cây đại lộc mã số 13. Bông nụ. Ngọc hết luôn cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều ha. Kính luôn, kính tàn luôn cô chú anh chị các bạn. Mình mua những cây đại lộc này thì mình yên tâm. Nhỏ nhưng mà nụ nè, thấy chưa? Đó. Cái này cũng vẫn là nụ bông của nó nha. Đây nụ nó sát cậy luôn nè. Ngọc hết luôn. Đó. Quá trời luôn nha. Trên này cũng có luôn này. Đó. Hết hồng cái số gì các bạn. Rồi, đây mã số 10 13. 2.500.000 bao ship có toàn quốc. Rồi, 2.500.000 của chú chị ơi, bao ship toàn quốc, tặng một bịch kích nụ luôn. Rồi, xin phép mình đổi cây luôn. Thành phẩm luôn nha chú anh chị các bạn ơi. Từng chậu luôn ha. Dáng đẹp luôn, tặng thông luôn ha. Rồi, cây mã số 14. Cây này hay viết cái củ bự nở luôn chú anh chị, mã số 14. Mã số 14 này vườn cũng xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa là giá 2.500.000, bao ship có toàn quốc luôn ạ. Đế quái ha. Quái đế luôn. Quái da thì thù xì lên luôn ha. Dạ cây nở từng chậu. Tàn tròn. Vô dây sẵn, ôm nụ. Rất là nhiều luôn ha chú anh chị các bạn. Hoành ở đây là 20. Rồi, hoành 20. Củ đế là 46. Rồi, củ đế 46. Chiều cao của cây ở đây là 88. Rồi, chiều cao 88. Tán ngang là 52. Rồi, tán ngang 52. Dừng xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa cây đại lộc mã số 14. Cây đại lộc mã số 14 này là giá 2.500.000, em bao ship có toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Nhớ điện thoại liên hệ em đặt cây thì nhớ nhắc mặt thuốc kích nụ nha. Đây bông. Không nhắc là quên nha chú. Bông từ từ trong thân ra luôn ha. Dài lên giống như là con rồng uốn lượn luôn mà bông nè ha. Tới trên đọt cho luôn chú anh chị các bạn. Rồi đã vô dây sẵn luôn, tàn tròn đều đẹp ha. Để đẹp luôn. Để quái đẹp ha, giống như có cái đuôi bỏ qua vậy ha. Giống một con thú mà có đuôi. Đẹp đẹp ha chú anh chị các bạn. Nở củ và tròn đều. Rồi 2.500.000 luôn hả chị? Dạ 2.500.000. Rồi 2.500.000 mã số 14, bao ship Trung Quốc. Rồi mong cô chú anh chị yêu thương cái nào thì liên hệ thẳng với chị Nguyễn Trương giúp kênh nha chú anh chị các bạn.
Kính chúc cô chú chị các bạn mình xem clip mình chọn những cây thật đáng quý nha, để như vậy. Cây đại lộc mã số 15. Mã số 15 này vườn cũng xin giao lưu là giá 2 triệu rưỡi luôn ạ. À. Mã số 15 này củ đế rất là bự ha. Khủng lồ luôn á. Này bự chưa đứt bự chú chị các bạn. Đó. Hết hồn ha. Còn do luôn, cục luôn chú chị các bạn. Nó tóc đẹp trai vậy ta. To dữ lắm luôn. Hoành ở đây là 40 là ngang cô chú anh chị. Rồi, hoành tại chiếc này 40. Còn xích lên trên ngay cái eo nó nè. Ngay cái eo thì 30. Rồi, eo 30. Cây này rất là già cây ha. Chiều cao là 59. Tán ngang của cây là 52. Chiều cao 59, tán ngang 52 cô chú anh chị bạn. Cây đại lộc mã số 15, vườn xin giao lưu là giá 2 triệu rưỡi, em bao ship có toàn quốc luôn ạ. Rồi, giá 2 triệu rưỡi ha, mã số 15. Ship Trung Quốc các chú chị các bạn, một cây lùng lực luôn, bonsai rất là đẹp luôn ha. Rồi phép đổi cây luôn chị. Rồi tiếp theo còn cái gì nhẹ không đặt. Mã số 10. 15 mình tới 16. 15. Mã số 16. Rồi cái này quá trời âm tùm ha các chú chị, tốt. Mã số 16 này là cây mai giảo Phú Tân ha. Rồi, mai giảo Phú Tân các chú chị các bạn. Cây này thì nó bị bể chậu nhưng mà khi đi á, thì em sẽ thay lại chậu nhựa để cho anh chị cô chú mình đi ha. Nó không bị bể chậu nữa ha. Đẹp. Quá đẹp ha. Đó, dáng hình thú nằm ha. Đó, thú nằm hình chậu á. Rất là đẹp. Mai giảo Phú Tân, cây rất là sạch bệnh ha, xanh tốt luôn á. Tàn um tùm luôn các chú chị các bạn. Hoành ở đây là 13. Hoành 13. Chiều cao của cây là 41. Tán ngang của cây là 58. Cây mai giảo Phú Tân mã số 16, vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa giá 500, em bao ship có toàn quốc ha. Rồi 500 cô chú anh chị ơi, mã số 16. Rất là đẹp luôn, tàn tròn đều, đang tốt. Kính tàn luôn, bự luôn ha. Giá hữu nghị luôn. Rồi đổi cái luôn chứ. Rồi tặng lên một bịch chất nụ luôn ha cô chú anh chị các bạn. Rồi mình đổi cái luôn hết chị. Đẹp ở nụ nhóc luôn ha. 500 hả chị? Dạ 500. Dạ. Trời đẹp ha chú chị các bạn. Bự kính tàn. Cây mã số 18. Cây mã số 18 này cũng là cây mai giảo Phú Tân luôn ha. Cây mai giảo Phú Tân này rất là lùng lực ha, tàn rất là đều đẹp. Có đẹp ha. Không không mấy cây đó không có. À. Đây nè cô chú anh chị các bạn. Cây bạch mai đó nè. Tàn tròn đều ha. Giảo Phú Tân nha chú anh chị các bạn. Đây nhìn cái đế của em đó nè. Đó đế bự phè ra luôn thấy không? Rất là đẹp ha. Quá đẹp nha chú anh chị các bạn. Đế kính kính cái bầu luôn, ở cái chậu luôn ha. Cây này rất là thần chậu rồi ha. Hoành ở đây là 12. Hoành 12. Chiều cao tán ngang luôn. Chiều cao của cây là 48. Tán ngang của cây đây là 51. Vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa cây mà cây đệ cây giảo Phú Tân. Mã số 18 này giá 500, em bao ship có toàn quốc luôn ạ. Rồi. Mã số 18 giá 500k ha, bao ship toàn quốc hết chú chị các bạn. Rồi rất đẹp luôn. Rồi đổi cây luôn chú chị các bạn ơi. Rồi cây bạch mai mã số 19. Rồi cây bạch mai mã số 19 ha chú anh chị. Ngày ghép được 5 6 tháng ha. Cây mã số 19 là cây bạch mai đọt hồng luôn ha. Dáng nằm ha. 4 triệu rưỡi em bao ship có toàn quốc ha. Rồi giá 4 triệu rưỡi của chú anh chị các bạn ơi, bao ship toàn quốc hết chú anh chị các bạn. Này là kính tàn luôn ha. Mới được 6 tháng 5 6 tháng mà cũng kính rồi đó. Hoành ở đây là 25. Chuẩn luôn ha. Chuẩn 25 luôn ha. Hoành 25. Bảy đế luôn ha các anh chị các bạn. Chiều cao ở đây là 67. Tán ngang của cây là 52. Đo cái chiều dài của con thú nằm tới đây thử coi là 28, từ đây ra đây là 28. Rồi con thú nằm 28 ha chú chị các bạn. Bạch mai đọt hồng ha, bông trắng nhị vàng đọt hồng ha. Bông trắng nhị vàng đọt hồng. 4 triệu rưỡi em bao ship có toàn quốc ha. Cây bạch mai cái lá to nè. Lá rất là to luôn. Là tốt lá to cũng các chú chị các bạn. Ok đế nằm. Chục lắc ha, tàn tròn đều ha.
4,5 triệu của chú anh chị bao ship toàn quốc nha. 4,5 triệu bao ship có toàn quốc luôn. Rồi tặng một bịch kích nụ luôn của chú anh chị các bạn ơi. Rất là đẹp ha. Cô chú anh chị mua về đây Tết mình bẻ dây nữa tặng kính luôn á. Rồi mình bỏ cái luôn. Rồi một mã số 20. Để con gì biết nó quá trời nhiều chân luôn của chú anh chị các bạn. Con này chắc con rít quá. Chân nhiều quá. Con rít ha. Hết hồn của chú anh chị các bạn. Cây mai giảo Phú Tân luôn ha. Mai giảo Phú Tân mã số 20. Rồi giảo Phú Tân mã số 20. Cây này thì hoành nó chắc nhỏ hơn mấy cây trước. Hoành ở đây cũng là 11. Rồi hoành 11. Chiều cao của cây là 56. Tán ngang của cây là 54. Mã số 20 vườn xin giao lưu với anh chị cô chú gần xa cũng giá 500 luôn ạ. Giá 500 hết chú anh chị các bạn ơi. Cây rất là kẹo tàn luôn ha. Kẹo tàn đó. Đúng rồi. Này là chưa có vô dây nhiều các chú chị, nếu vô dây lại là cây là rất là đẹp luôn ha. Đây là một bonsai rất đẹp nè các chú chị, một con thú giống như một con gích ha, giữ con gích nè. Cũng 500k luôn hả chị? Dạ 500. Mã số 20 500k. Rồi đổi cây chị. Cây nó đẹp hả chú chị các bạn. Rồi mã số 21. Mã số 21 nha chú anh chị các bạn. Mã số 21 này cũng là cây mai giảo Phú Tân, nhưng cây này là cây nhỏ ha. Vườn xin giao lưu là giá 350 ha. Lô cây này là lô cây nhỏ. Gốc nó thì bự hơn ngón tay cái mình ha. Đây. Đây hoành ngón tay cái đây. 9 10 cái chú, cái gì chứ bự lên của chú anh chị. Cây này cũng càng tròn đẹp ha. Điện ha. Cái cây bìa chỗ đó đó, cây ngoài rồi cây vô á. 350 mã số 21 nha chú anh chị. 350. 350. Mình cho thông số luôn đi chị. Rất là đẹp ha. Để nằm siêu siêu tăng tròn. Bé xinh xinh. Bonsai mini này tặng cho bồ ok luôn quý chị là nhỏ nhỏ chỉ có 350. Vậy cho bồ gì tối ngày chăm sóc không đi đâu chơi chứ nhà mình đi đâu làm chi gì cũng an tâm ha. Mình đo thông số cái này luôn không? Chiều cao thôi cái chiều cao. Cái hoành nó thì cũng 90 ạ. À. Chiều cao của cây đây là 48. Tán ngang của cây là 39. Dạ. Giá cũng là 350 của chú anh chị mã số 350. 21. Rồi mẹ đổi cây luôn chị. Rồi, cây mã số 22. Cỏ là của chú anh chị mình đổi tiếp nè. Tặng cỏ mà. Dù Nguyễn Trương không tặng gì nhiều chứ tặng cỏ nhiều. Đây đẹp nha. Cây này nhỏ nhưng mà đẹp của chú anh chị các bạn. Dáng khum ha, hình thú đẹp ha. Tròn, để rễ đều đẹp ha. Cây này cũng 350 nha. Hoành 16. Hoành 16. Chiều cao là 38. Tán ngang 39. 350 bao ship có toàn quốc ha. Rồi tàn tròn kính luôn ha. Kính ngắt tàn luôn của chú chị, nhỏ nhưng mà kính tàn ha. Cô chú anh chị mua về mình bẻ tàn lại là đẹp lắm của chú anh chị. Đang lên được tốt luôn. Từ rất là sung xê ha. Một con thú luôn nha chú anh chị các bạn. Rồi 350 mã số 22. Rồi mình đổi cây luôn hết chị. Rồi tiếp theo mã số 23. Mã số 23. Mã số 23 này vườn cũng xin giao lưu là cây mai giảo Phú Tân ha. Rồi cây giảo mai giảo Phú Tân 23 này vườn cũng xin giao lưu là giá 350 luôn ha. Rồi 350 của chú anh chị các bạn. Cây này thì hoành cũng cỡ 90 như nãy ha. Hoành cũng phải 90. Nở cũ đến nôm nôm. Chiều cao là 56. Rồi chiều cao 56. Tán ngang là 49. Rồi, tán ngang 49 nha chú anh chị các bạn. 350 bao ship. Tặng một bịch kích nụ luôn. Tặng một bịch kích nụ mà nhớ nhắc nha, không nhắc là quên đó. Nhắc nhiều là được tặng nhiều chú anh chị các bạn. Nhắc một lần tặng một bịch, nhắc ba lần tặng một bịch. Với tự nhất 3 lần tăng được 2 bịch. Nhất 1 lần thì 1 bịch, 3 lần thì cũng 1 bịch. Các bạn đẹp nha, chú chị các bạn. Nhắc lại cho chơi với cái này đẹp nha. Tàn tròn đều ha. Đó, dáng thông luôn, đây đẹp luôn. Rồi, đổi cây luôn, 350 thôi chú chị coi. Các bạn ơi. Cả Phú Tân. Rồi, cây số 24 là cây cuối clip luôn. Một xài mini không, chú chị các bạn, rất là đẹp nha. Cây mai giảo Phú Tân luôn. Tốt luôn. Mai giảo Phú Tân số 24 này cũng là giá 350 bao ship luôn ạ. À. Rồi giá 350 bao ship ha. Rồi để quán cho chú anh chị các bạn. Có đít.
nụ 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 lên không ha. Ừ, đít dành dành. Cái này gắt của kiều đẹp. 11. Quạnh 11 ha. Chiều cao là 46. Tán ngang là 39. Chiều cao 36, tán ngang 39. 350 bao ship ha. Rồi 350 chú anh chị bao ship quất dạ Phú Tân ha. Mã số 24 ha. Dạ mã số 24. Mã số 24 chú anh chị. Cô chú anh chị khi nào liên hệ trực tiếp với chị cũng chưa hay mà chọn cây sớm nhất ha. Giúp kênh cho chú anh chị các bạn ơi. Rồi chị ơi. Dạ, cuối clip. Dạ. Cuối clip thì Vườn Nguyễn Chương cũng rất chân thành cảm ơn anh chị cô chú gần xa đã ủng hộ trong thời gian qua và cũng rất mong anh chị cô chú gần xa ủng hộ Vườn trong thời gian sắp tới và trong quá trình vận chuyển từ lúc tới giờ thì có những gì sơ sót hay trên Vườn có gì sơ sót thì rất mong anh chị cô chú gần xa thương tình bỏ qua ha. Dạ. Rồi em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi xin dạ rồi. Chân thành cảm ơn chị Vườn Nguyễn Chương ha, và cô chú anh chị các bạn đã bỏ thời gian để xem clip ha, để mình chọn cây ưng ý sớm nhất ha. Rồi kính chào cô chú anh chị các bạn ơi, ở đây chỗ Nguyễn Chương là có nhắc lại là tặng một bịch kích nụ ha, mỗi cây. Rồi thêm nữa là đây còn đa dạng giống cái loại mới, mong cô chú chị thông cảm. Mong cô chú chị thông cảm mà chọn với Nguyễn Chương kênh ha. 30.